Hôm nay lên cho mọi người một cái combo và một cái kèo cực kỳ thơm đối với cả hai con máy khoan 16V nhé. Xin chào mọi người, hôm nay lên cho mọi người một cái combo và một cái kèo cực kỳ thơm đối với cả hai con máy khoan 16V nhé. Thì đây là cũng là hai cái mẫu bên mình bán chạy nhất luôn. Con Ping Neo 16V thì con này có lẽ là anh em nào mà xem kênh thì biết rồi, test rất nhiều luôn, test thậm chí là khoan lên ép cả bê tông luôn và khoan những cái mũi tháp vào inox và sắt dày. Đấy thì còn con này nó là con rông xeang thì nhiều anh em vẫn chưa hình dung ra được cái chức năng và cái nhiệm vụ của con này đâu. Thì con này lẻ là 850.000 là hai pin một sạc nhé, là có hộp đựng, có cái túi vải, túi da như này, túi da này là chống nước. Và con rông xe này thân máy cũng là 450.000. Thì nếu với anh chị mua lẻ hai con này đấy, lẻ bộ này và lẻ thân này thì nó rơi tầm 1,3 triệu. Tuy nhiên là trong video này thì em sẽ lên combo cho anh chị với cả hai pin, hai máy, hai pin, một cục sạc giá chỉ 1,250 thôi. Chúng ta tiết kiệm 50.000 và chúng ta tiết kiệm phí giao hàng nữa. Đấy, con này nó là khoan cấp, khoan mang danh, đầu mang danh cho nên anh chị có thể kẹp được hết các mũi chui tròn, mũi ba cạnh, mũi sáu cạnh kẹp được hết. Trong khi con này nó chuyên về bắt vít. Về cơ bản thì hai con này giống hệt nhau, nó chỉ khác nhau cái là bỏ cái đầu mang danh này đi thay bằng đầu bắt vít thôi, để anh chị sử dụng bắt vít nó chuyên. Đấy, có nhiều anh chị chỉ chuyên về bắt vít thôi mà, thì chơi những con như này rất nhỏ, rất gọn luôn. Đấy, chúng ta làm trong mọi những cái địa hình ngóc ngách là chơi được. Thế còn form hai con này như nhau nhá, cùng sử dụng pin ấy, mà pin này là pin 16V. Đấy, 16V pin Ping Neo chính hãng cũng cực kỳ ngon luôn. Bên em bán lẻ cho nhiều dòng máy bắt vít hệ 16V cũng là pin này luôn. Đấy, nó vẫn tải được nhá. Thì combo này sẽ tiết kiệm cho anh chị 50.000 và phí vận chuyển. Ngoài ra vẫn tặng cho anh chị đó là một mũi vít có nam châm và một mũi tôn loại tốt. Đấy, về mình chỉ việc dùng thôi. Đây này, đấy, mũi vít có nam châm này hít cực kỳ mệt mượt luôn. Thì bây giờ sẽ đi test cho anh chị nhé. Nói chung là cái con mắt vít này đặc thù của nó là anh chị làm vít nhẹ. Đấy, ví dụ như này chẳng hạn. Đấy, ngay tính cấp trượt như này, anh chị nào mà bắt vào nhựa ấy, và chất liệu mỏng mới thấy hiệu quả của cái cấp trượt này. Đấy. Đây nhá. Thấy chưa? Mọi người thấy cấp trượt vẫn ngon chưa? Con này hoạt động điều tốc này, cấp trượt các thứ em thấy rất là ngon luôn. Đấy, cố tình bóp cho mọi người nghe cấp trượt của nó. Mà thân rất là nhỏ đấy, nó bỏ cái đầu mang danh đi. Con này tuy là bắt vít cấp trượt nhưng mà cái lực siết con này cũng khá là lớn anh chị nhá. Lực siết con này cũng khá là lớn, thì bây giờ sẽ bắt thử cho mọi người xem những cái vít gỗ. Rồi, chúng ta bắt những cái vít gỗ, vít dài đi. Vẫn đang để cấp trượt là số 17 này. Số 17 và vít 5 phân này. Đấy, nó không trượt được thì chúng ta để lên khoan đi. Đúng không? Bắt tốc con này. Bắt con này phải để tốc chậm. Đấy, những cái vít dài như này này thì tốt nhất là lợi thế là dành cho những con chuyên về vít có búa đập, hoặc là những con khoan khỏe như là con Ping Neo. Thế còn con này thì em nghĩ là không nên. Đấy, bắt vít nhẹ nhẹ như này thôi. Đấy, chơi này là hợp lý rồi đúng không? Vẫn đủ tải, vẫn ok nhá. Đấy, ok mà đúng không? Còn nếu mà anh chị muốn khoan ấy, lắp vào mũi khoan chơi được hết thôi. Đấy, sẽ lấy thử cho mọi người một cái mũi khoan chơi lục giác, mũi khoan tháp để mọi người xem cái khả năng của khoan của con này nhá. Đấy, khoan thì nó giống hệt nhưng máy khoan ấy, chứ nó không phải là máy bắt vít đâu. Nó không phải mà bắt vít mà có búa đâu. Thế đây, cứ chui lục giác này thôi. Mọi người muốn khoan gỗ, khoan sắt thì chơi thôi. Thấy chưa? Khoan này không cứng quá mà thích kể cả cứng, mình nghĩ là khoan lên U thì chắc vẫn khoan được thôi. Đấy, tuy nhiên là cái lợi thế của nó là về cấp trượt vít mọi người nhá. Đây, sẽ khoan thử cho mọi người một cái U như này. Đấy, bản chất thì con này em test khá là nhiều rồi. Đấy, mọi người có thể vào kênh xem rõ hơn. Đấy, nói chung là khoan thì nó sẽ không khỏe như là Ping Neo, bởi vì nó là dòng bắt vít và cái lực siết của nó cũng không khỏe được như con Ping Neo.
Con pinh ngang này thì em đi khoan, nói luôn mọi người là khoan những cái mũi tháp ấy, khoan quá là đơn giản luôn. Đây, đây sẽ khoan tiếp cho mọi người khoan sắt nhé. Con này là đúng kiểu là đi khoan này, đầu đầu kẹp mang danh cho mọi người khoan này. Đấy, sắt hộp mỏng nhé, đây là sắt VU rồi. Chung là đơn giản hoàn toàn là tốc nhanh thôi. Tốc chậm con này là 45 new ấy, còn chơi thoải mái hơn. Đấy, đơn giản mà đúng không? Thế còn cái mũi tháp mà mình khoan hôm trước mình khoan rồi đấy. Hôm nay lại khoan lại nhá cho mọi người xem. Mũi này nó nặng lắm, mũi 12. Auto lock này, quá đau kẹp này. Đấy, lợi thế của con này là khoan mọi người nhé, lợi thế của con này là khoan, còn con kia là thiên về bắt vít. Này chắc mũi nó cũng đi xuống rồi. Đấy, khoan rất nhiều lỗ rồi. Thì sẽ chuyển sang cho mọi người đó là khoan sắt đây. Đấy. À khoan gỗ. Đấy. Chứ còn lỗ này là bên em toàn khoan với cả con pinh ngang đấy. Nói chung là dòng 10 ly mà pin 16V như này là rất là khỏe rồi mọi người ạ. Đấy nhá, để khoan tiếp cho mọi người xem. Kéo ra thì nó nặng hơn. Đây đây. Đấy, anh chị mà muốn khoan tường thì lắp mũi 6 vào, khoan lở các thứ trong phạm vi nhỏ thì cũng ok, nó không chuyên làm đâu. Thì kèo thơm con này giá là 1250 per ship, giảm 50.000 và tặng thêm cho anh chị phụ kiện nhá. Rất là ngon luôn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.